Thí sinh số danh 07 đang tự tin chạy bước trên sàn vân vân của chúng ta với những bước chân và thần thái hết sức điêu luyện và đầy chuyên nghiệp. Đó chính là thí sinh Nguyễn Diệu Châu. Diệu Châu sinh năm 2013, đặc biệt thích nhảy múa và mắng bánh bèo như công chúa. Nhưng ngày hôm nay khi đến với cuộc thi của chúng ta, thí sinh đã thử sức mình với một hình ảnh mới, một style mạnh mẽ và cá tính hơn. Và ước mơ của Diệu Châu, của thí sinh sinh năm 2013, ước mơ trở thành một công chúa và người mẫu.